Cuộc xâm chiếm của dòng chảy sông Hồng bỗng dưng đẩy nhà cửa đất đai của người dân đứng trước nguy cơ trôi sông. Do tự nhiên hay do những hoạt động sống của con người tác động quá mức vào dòng chảy này? Cục Hàng không yêu cầu các hãng máy bay xây dựng kế hoạch tăng chuyến trong đợt cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán, trường hợp cần thiết bố trí thêm các chuyến bay đêm. Thưa quý vị khán giả, ngày nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm chung sở thích, mối quan tâm, từ hội phụ huynh, hội học sinh đến câu lạc bộ hâm mộ nghệ sĩ thần tượng, và xuất hiện cả những hội nhóm với những cái tên được cho là quái gở. Ví dụ như là hội những người vỡ nợ muốn làm liều, hội báo chốt 141 hay là hội hướng dẫn cách bùng nợ vay qua app, rồi đến những hội như là hội những người muốn tự tử, hội những người muốn thử những điều lạ. Và rõ ràng là điều đáng lo ngại là các hội nhóm này hoạt động một cách rầm rộ, lôi kéo rất đông người tương tác cùng với hội nhóm. Rất nhiều những suy nghĩ tiêu cực, những hành động trái pháp luật hay là trái luân thường đạo lý được khơi gợi trên các diễn đàn này. Những ngày cuối tháng 11 vừa qua, dư luận xã hội rúng động trước vụ cướp của giết bảo vệ của hai đối tượng tại ngân hàng BIDV ở Đà Nẵng. Có một chi tiết đáng quan tâm. Hai kẻ cướp, một sống tại Quảng Nam, một sống tại Đà Nẵng, quen nhau qua một hội nhóm vỡ nợ làm liều, lên kế hoạch qua mạng xã hội và đặt xào huyệt trên đèo Hải Vân rồi thực hiện vụ cướp. Ngay trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp nhóm đối tượng cướp phòng giao dịch Nhị Xuân của ngân hàng Sacombank. Các đối tượng quen nhau qua nhóm Facebook Hội những người vỡ nợ muốn làm liều. Giới trẻ tiếp cận với internet rất là sớm và với nhận thức còn hạn chế, nhiều người bị dụ dỗ, nhiều người bị lôi kéo, nhiều người tham gia mạng xã hội tiêu cực này mà không nhận thức được các cái mối nguy hiểm hoặc là tham gia vào các hoạt động vi phạm luật mà không hề biết. Còn đối tượng này mới chỉ học hết lớp 8, là thủ phạm của một vụ án nghiêm trọng. Ý đồ xấu nảy sinh sau khi tham gia một nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên mạng xã hội. Những hội nhóm kín tương tự tồn tại nhan nhản trên mạng xã hội, rủ rê nhau tham gia các hành vi vi phạm pháp luật như đánh nhau, cờ bạc, đua xe, trên ma túy. Trong đó có nhiều người tham gia dưới 16 tuổi. Đi đánh nhau thằng này, đi đánh nhau kia để thể hiện bản lĩnh, lấy số ạ, lấy tiếng ạ, để giao ai bạn bè ạ. Các bạn bè lẻ, người sợ mình ạ. Đó là những giọt nước mắt muộn màng của những người đã đi theo những hội nhóm quái gở trên mạng xã hội. Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian qua tội phạm bạo lực bao gồm cả những vụ giết người cướp của trong nhóm vị thành niên đang gia tăng, xuất hiện ở cả thành thị và nông thôn. Một phần được lý giải là do những hội nhóm rủ rê vi phạm pháp luật như vừa nêu trên. Những bài viết đã tác động tới tâm lý của người dùng mạng, từ đó chi phối cả hành động của họ. Cũng có những người tìm thấy đối tác cùng chung mục đích nên liên hệ với nhau cùng thực hiện các hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, còn xuất hiện nhiều hội nhóm kín chia sẻ những cảm xúc tiêu cực, thậm chí là rủ nhau tìm cách kết thúc cuộc đời. Hội những người tìm cách tự tử không đau, hội tâm sự của những người muốn tự tử, hay hội những người bị rối loạn, trầm cảm, lo âu, thu hút hàng nghìn đến hàng chục nghìn người tham gia. Một thanh niên buồn chán vì tốt nghiệp đại học, ra trường đã lâu mà không kiếm được việc làm. Anh lên mạng tìm kiếm những người có cùng tâm trạng để chút bầu tâm sự. Buồn, trống rỗng, nhưng nói ra sẽ ảnh hưởng đến người khác nên mới tìm đến hội nhóm này. Và đây là những gì anh được chia sẻ. Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có một điểm chung dễ thấy là thay vì động viên, giúp đỡ nhau, vực dậy tinh thần, thoát khỏi khó khăn, thì rất nhiều thành viên tham gia dưới dạng tài khoản ẩn danh lại chỉ đề cập đến các vấn đề tiêu cực, thậm chí là rủ rê, xúi giục nhau tìm cách tự tử. Rất nguy hiểm khi không ít thanh niên còn sẵn sàng công khai chia sẻ những thiết bị như chất độc, súng, đạn, dây thừng để tự sát. Theo quy luật của tâm lý đám đông, sự bi quan và tiêu cực của người này rất dễ lây lan sang những người khác, hình thành một cộng đồng trong hội nhóm có cái nhìn đen tối về cuộc sống. Không phải tự dưng mà ông bà ta ngày xưa có câu chọn bạn mà chơi. Với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều người cho rằng cần thêm câu là chọn hội mà vào. Bởi đằng sau mục đích muốn tìm kiếm những người có chung chia sẻ, rất có thể những người lập ra những hội nhóm này còn có động cơ trục lợi khác. Đối với những cái nhóm khi mà nó đã phát triển ra rộng rãi hơn, với cái số lượng lớn hơn thì họ có thể hoàn toàn biến đó trở thành một cái nơi để kinh doanh, hoặc là nơi truyền bá, hoặc là nơi để gây ảnh hưởng.
cái ảnh hưởng tiêu cực của đó tới người khác để thỏa mãn cái nhu cầu cá nhân của người ta, chứ không phải là lợi ích của những người mà tham gia theo cái nhóm. Các mạng xã hội có thể biết được tư duy và định hướng của người dùng như thế nào. Và bạn có thể hình dung, nếu như một người nào đó mà cái mạng xã hội biết được tư duy và định hướng của mình lệch lạc hoặc có những cái điểm bất lợi, những cái điểm xấu, thì họ hoàn toàn có thể thao túng những con người có cùng tư duy đó với nhau thành một nhóm lớn, và khi đó nó là cái mặt xấu của AI. Cái thói quen văn hóa của người Việt Nam mình thường là hay có cái sự kết hợp giữa đông người với nhau, hay là ưu tiên tính cộng đồng hơn, thì điều này vừa tốt mà vừa không tốt cho cái cách hành xử trên không gian mạng. Tốt là nếu mà có một cách hành xử tốt thì những người xung quanh thuộc cái vòng ảnh hưởng đấy cũng sẽ có cái xu hướng là ứng xử nó phù hợp. Nhưng nó cũng không tốt rằng nếu như trong một cộng đồng, trong một cái nhóm đó mà có những người có cách hành xử không phù hợp thì nó cũng nhiễm sang những người khác và nó tạo ra những cái tác động xấu mà chúng ta không mong muốn đến. Nghị định 15 ra đời vào năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện đã quy định rõ. Hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin, kích động, bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc thì có thể sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Còn hành vi đăng tải lên mạng xã hội những thông tin tiêu cực, bày cách hay rủ nhau tự tử đều bị coi là phạm pháp và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng. Những hành vi kích động, dụ dỗ, xúi dục người khác tự sát hoặc tạo điều kiện về vật chất hoặc tinh thần để người khác tự sát thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt có thể đến từ 3 năm tù. Trường hợp khiến 2 người tự sát trở lên sẽ bị xử phạt từ 2 đến 7 năm tù. Những admin thành viên quản lý hội nhóm rõ nội dung, các vấn đề, các đối tượng bàn luận, chia sẻ những nội dung vi phạm pháp luật khi cơ quan quản lý xác định vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính. Thưa quý vị, đương nhiên việc quản lý những hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội không phải dễ dàng bởi sở hữu các nền tảng mạng xã hội là những công ty đa quốc gia và nhiều nền tảng không đặt văn phòng làm việc trụ sở tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu các cơ quan chức năng không tìm ra biện pháp ngăn chặn và xử lý triệt để những hội nhóm với những nội dung quái gở tiêu cực kiểu như thế này, thì hậu quả sẽ là rất lớn, đặc biệt là ảnh hưởng đối với thế hệ trẻ. Những ngày gần đây, lượng phương tiện đi kiểm định ở Hà Nội đã có dấu hiệu tăng trở lại sau nhiều tháng chỉ đạt công suất khoảng 50%. Các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội đã chủ động lên phương án để hỗ trợ, kịp thời phục vụ nhu cầu kiểm định cho các chủ phương tiện trong bối cảnh nỗi lo thiếu nhân sự vẫn luôn thường trực. Tại trạm đăng kiểm 2903V ở quận Cầu Giấy, nhiều ngày nay khoảng sân phía trước luôn trong tình trạng chật kín các phương tiện, xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục. Dù chưa xảy ra tình trạng ùn ứ, nhưng lượng xe đã tăng gấp gần đôi, dao động, ở mức là khoảng 150 xe mỗi ngày. Một số chủ phương tiện dù chưa đến ngày hết hạn đăng kiểm, nhưng vẫn đến kiểm định vì lo sợ tái diễn cảnh tượng ùn tắc như cùng thời điểm này năm ngoái. Theo đại diện trung tâm kiểm đăng kiểm thì lý do những ngày gần đây lượng xe nhiều, một phần do người dân thường có thói quen mua xe mới vào dịp cuối năm. Ngoài ra, thời điểm này cũng đến hạn đăng kiểm các phương tiện trong diện được gia hạn 6 tháng, bắt đầu từ tháng 6 năm nay. Để tránh tình trạng nhiều lần làm thủ tục có thể gây ùn tắc, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện nên chủ động đăng ký lịch đăng kiểm online, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện về xe như là bảo dưỡng, sửa chữa và hoàn thành đầy đủ các giấy tờ hợp pháp trước khi đi kiểm định. Trở lại với câu chuyện biến dạng lòng dẫn sông Hồng khiến cho dòng chảy thay đổi đã được chúng tôi phản ánh trong chương trình trước. Theo nghiên cứu của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, so sánh các mặt cắt đo vào năm 2019 và 2022 với thời điểm 10 năm trước thì trung bình là lòng dẫn sông Hồng bị hạ thấp từ 2m đến 5m tùy từng vị trí. Quý vị có bao giờ đặt ra câu hỏi là tại sao câu chuyện này lại liên tục được chúng tôi quan tâm và nhiều lần phản ánh trong các chương trình từ đầu năm cho tới nay không ạ? Câu trả lời thì cũng đơn giản thôi, vì tại các địa phương, ven sông Hồng đang hứng chịu những hậu quả trực tiếp khi mà lòng dẫn sông bị biến dạng khiến cho đáy sông tụt thấp. Dù chưa có con số thống kê cụ thể về diện tích đất đai, ruộng vườn đã trôi sông, nhưng thực tế là những gì đang diễn ra, hiện tượng sạt lở bờ sông vẫn đang tiếp diễn dưới nhiều hình thức tại các địa phương nơi có sông Hồng chảy qua. Nhìn hình ảnh này, nhiều người tưởng rằng đây là một bờ vực, khi mảng đất dựng thẳng đứng với độ cao lên đến cả chục mét. Thế nhưng thực tế chỉ là bờ sông Hồng, đoạn chảy qua xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Hiện tượng sạt lở đã dần biến hơn 700 mét bờ sông thành một vùng đất tan hoang như vậy. Nếu quý vị
còn chưa mường tượng được hậu quả sẽ như thế nào khi lòng dẫn sông Hồng bị biến dạng, dẫn đến dòng chảy thay đổi. Thì đây là một minh chứng rõ ràng nhất. Với tốc độ sạt lở khủng khiếp như vậy, đang khiến hàng trăm hộ dân sống ở phía bên trong đang ngày đêm sống trong sợ hãi. Tôi năm nay là 85 tuổi. Trước đây tôi chứ còn trẻ, cái sông này nó không thế này. Thế nhưng mà mấy năm gần đây là nó dần lở rất nghiêm trọng như thế này, tôi chưa từng thấy. Trước đây bãi ra tận trước ngoài kia cơ. Đấy. Bây giờ nó lở như thế này đấy. Ôi trời ơi. Tôi đã nói với các bác bố chết không lo bằng cái sạt lở này. Nó nhanh lắm, nó lao vào nhanh lắm. Hôm nay ra thế này nhưng mai ra lại thế khác luôn. Nhưng chúng tôi ở đây chúng tôi sợ lắm. Đất đai lở xuống sông bao nhiêu thì lòng sông lại tiến sát vào nhà dân bấy nhiêu. Cuộc xâm chiếm của dòng chảy sông Hồng bỗng dưng đẩy nhà cửa, đất đai của người dân đứng trước nguy cơ trôi sông. Hiện tại có vị trí nhà dân gần nhất, cách điểm sạt lở chỉ còn 25 mét. Cứ thường một thời gian thì nó có thể sạt lở đến có đợt từ 8 đến 10 mét. Nếu mà sạt lở vào khu vực dân cư thì cái việc di dời cho dân đến nơi an toàn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng còn là nguy cơ nữa. Ở một vị trí khác thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, bờ sông Hồng sạt lở trong phút chốc đã đẩy nhiều hộ gia đình lâm vào bi kịch khi bất đắc dĩ thành người vô gia cư. Hộ gia đình nhà anh Vạn có 5 thành viên, nhưng chỉ có duy nhất mảnh đất cắm rùi. Nay căn nhà dân lở xuống sông, anh Vạn đành dựng căn lều tạm để sống qua ngày. Đất thì chỗ khác thì cũng không có. Đây đất của ông cha thì mình hưởng tiền cũng chả có biết làm nào được. Thế bây giờ thì đến đâu thì đến đấy chứ biết làm nào được. Cả cuộc đời xây dựng được cái ngôi nhà như thế mà đến bây giờ đến cuối đời thì lại mất. Không có nỗi đau nào bằng. Không có nỗi buồn nào bằng. Người dân ở đây chẳng bao giờ họ nghĩ lại có một ngày lâm vào cảnh mất nhà mất cửa, chóng vánh đến như vậy. Sự biến đổi của dòng chảy sông Hồng đã đe dọa trực tiếp đến sinh mạng của người dân, chứ không còn là cảnh báo nguy hiểm ở trên những tấm biển nữa. Dự báo trước nguy cơ sạt lở, cách đây một vài năm, nhiều vị trí bờ sông đã được địa phương lập dự án, thiết kế xây dựng bờ kè kiên cố. Hàng chục tỷ đồng đã được đổ xuống các tuyến đê kè này. Nhưng người tính không bằng dòng nước chảy. Tại một số vị trí bờ kè đã không còn tác dụng, bị cuốn phăng hoặc sụp xuống. So với ngày xưa cái dòng nước chảy là thay đổi rất nhiều, không phải như thế này. Ngày xưa là dòng sông hiền hòa, nhưng bây giờ dòng sông hung dữ. Nói về thơ ca hay là thực tế thì nhìn nghĩ là sông Hồng là một cái cảnh rất là đẹp, rất là thơ mộng. Nhưng với sự tàn phá của nó thì không thể ai lường được, mà chỉ có khi mình chứng kiến thì mình biết được. Trong quá trình thực hiện phóng sự này, một câu hỏi mà chúng tôi vẫn luôn thắc mắc để tìm câu trả lời chính xác nhất. Hiện tượng này vốn dĩ là quy luật của dòng chảy tự nhiên hay là sự nổi giận của dòng sông sau những tác động quá mức và tàn phá trực tiếp của con người? Kính thưa quý vị, hơn 490.000 liều vaccine 5 trong 1 thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ về đến Việt Nam trong tháng 12 này. Vaccine do chính phủ Australia viện trợ. Số vaccine này sẽ được phân bổ cho các địa phương theo nhu cầu thực tế. Cuối tháng 8 vừa qua, Bộ Y tế cũng đã tiếp nhận gần 260.000 liều vaccine 5 trong 1 được viện trợ. Vaccine 5 trong 1 là vaccine phòng 5 bệnh: ho gà, uốn ván, bạch hầu, bại liệt và viêm màng não do vi khuẩn HIP hoặc viêm phổi. Hiện có hơn 10 loại vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng. Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay xây dựng kế hoạch tăng chuyến trong đợt cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán. Trường hợp cần thiết thì cần bố trí thêm các chuyến bay đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Cục này cũng yêu cầu các hãng bay giảm xuống mức thấp nhất việc chậm, hủy chuyến bay, không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện. Đối với các đơn vị phục vụ mặt đất, cần bố trí nguồn nhân lực, đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ an toàn các chuyến bay, phục vụ tốt nhu cầu của người dân đi đến các cảng hàng không. Tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, cần thực hiện nhanh và an toàn công tác kiểm tra và trả hành lý, tránh ùn tắc gây bức xúc cho hành khách. Vận tải đường bộ bằng xe tuyến, xe khách dự kiến cũng đón lượng khách tăng cao so với Tết năm ngoái. Hiện các bến xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch sớm để chủ động phục vụ hành khách. Phương châm của ngành giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh vẫn là không để một hành khách nào ở lại bến xe liên tỉnh vào chiều 30 Tết.
Theo bến xe miền Đông mới, thời gian phục vụ Tết Nguyên Đán dự kiến trong 20 ngày, 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết. Bến xe miền Đông mới dự đoán lượng khách hàng đi lại trong 20 ngày trước và sau Tết Nguyên Đán tăng 118% so với cùng kỳ năm 2023. Do đó, bến đã lên kế hoạch huy động phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Phối hợp với các đơn vị vận tải để mà chủ động tăng cường các cái phương tiện điều chuyển xe là tuyến cũng như là đề nghị cấp phù hiệu để mà giải tỏa hành khách trong những ngày cao điểm. Đồng thời cũng sẽ phối hợp với các đơn vị mà doanh nghiệp xe hợp đồng để mà bố trí những cái xe vào tăng cường giải tỏa, đặc biệt là những ngày cao điểm đối với các cái tuyến đường mà có nhu cầu hành khách tăng cao như là Đà Lạt, Nha Trang hoặc là Bình Thuận hoặc là một số cái điểm ở khu vực miền Trung như là Quảng Ngãi, Quy Nhơn. Tổng thể thì chúng ta không lo là thiếu xe để phục vụ trong cái dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Bởi vì ngành giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm đều có một cái câu khẩu hiệu rất xuất sắc, đó là chúng tôi sẽ phục vụ bà các bạn cho đến người khách cuối cùng. Đảm bảo rằng ở các bến xe liên tỉnh thành phố Hồ Chí Minh vào dịp Tết Nguyên Đán sẽ không có người khách ở lại vào chiều 30. Theo dự báo, lượng khách hàng qua các bến xe khách trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều tăng cao vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán năm nay. Tuy nhiên, hầu hết các nhà xe không tăng giá vé vào dịp Tết Dương lịch. Giá vé Tết Nguyên Đán dự báo có tăng, nhưng các nhà xe phải kê khai chi tiết và không vượt quá mức quy định của bến. Giá vé trong cái dịp Tết Nguyên Đán đó thì các doanh nghiệp vận tải có điều chỉnh cái mức giá tăng thêm để bù cái chiều chạy rỗng. Số lượng cái ngày tăng đó là 6 ngày, trong đó 2 ngày, 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết. Và cái giá vé tăng, mức độ tăng đó thì hàng năm các doanh nghiệp vận tải thì xây dựng cái phương án là không quá 40% so với cái giá cước ngày thường. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngành đường sắt để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong những ngày cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Xuân Giáp Thìn. Một quận của Hà Nội có vài nghìn ngõ nhỏ, ngách nhỏ và hàng chục tuyến phố mà xe chữa cháy không thể tiếp cận. Chính vì thế mà mô hình tổ tuần tra phòng cháy chữa cháy ban đêm đã được triển khai, vừa giúp người dân cảnh giác sớm, vừa kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm. Dạ vâng, đây là một con ngõ trên phố Hàng Thiếc thuộc phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm. Như quý vị có thể thấy thì lối ra vào chỉ vừa một người đi lại. Tuy nhiên đây lại là lối ra vào của 13 hộ dân. Do đã được xây dựng từ lâu nên nhiều hạng mục đã xuống cấp, cũng như là phần dây điện cáp quang có phần chằng chịt nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Có nhà nằm sâu nhất trong ngõ, anh Thành luôn canh cánh nỗi lo cháy nổ. Để chủ động phòng tránh, anh được tổ tuần tra phòng cháy chữa cháy lưu ý việc tắt các thiết bị điện trước khi đi ngủ, đồng thời hạn chế để vật cản tại lối đi chung. Bên phường người ta cũng vào để các cái bình cứu hỏa, rồi là cũng có gửi các cái thông báo để hướng dẫn cho bà con về cách xử lý. Phát loa thông báo đến người dân, kết hợp với tuần tra, tổ công tác bao gồm lực lượng công an, dân phòng, cán bộ phường ứng trực khi có cháy nổ từ 22 giờ đêm hôm trước đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Ngoài các tuyến phố, khu dân cư, những cơ sở kinh doanh tập trung đông người như khách sạn, nhà nghỉ nằm trong ngõ sâu cũng được rà soát chặt chẽ. Kiểm tra thường xuyên các cái phương tiện trang bị là bình chữa cháy này, xem là nó còn hạn sử dụng hay không. Rồi nhắc nhở các cái cơ sở lưu trú là chấp hành nghiêm chỉnh các cái quy định về khai báo lưu trú và phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ và các cái vấn đề mất an toàn. Sau 2 tháng triển khai, các tổ công tác đã khoanh vùng được nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy nổ trên địa bàn, từ đó xây dựng phương án phòng cháy cụ thể với từng vị trí. Những hộ gia đình mà trước đây có tự tạo cái chuồng cọp thì yêu cầu phải mở lối thoát hiểm thứ hai, đồng thời là cũng tập huấn cái phương án để khi mà có sự cố xảy ra thì người dân sẽ biết những cái lối để có thể thoát nạn sang các nhà bên cạnh hoặc là các cái ngõ bên cạnh. Ngoài tiếp tục duy trì các tổ tuần tra, Ủy ban Nhân dân phường Hàng Gai cũng cho biết đang phối hợp với đơn vị điện lực tiến hành hạ ngầm mạng lưới dây điện cáp quang tại một số tuyến ngõ có nguy cơ chập cháy, đồng thời bổ sung thêm các điểm chữa cháy công cộng tại các khu vực xe chữa cháy khó tiếp cận.
Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn, các doanh nghiệp, tòa nhà cao tầng hay cơ sở sản xuất hiện nay phải tuân thủ luật phòng cháy chữa cháy, 7 nghị định, 9 thông tư và hàng trăm quy chuẩn. Cả nước thì vẫn còn trên dưới 20.000 cơ sở đang gặp khó khăn vì chưa đáp ứng đủ các quy định này. Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức buổi tọa đàm về phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng, khu công nghiệp để lắng nghe những tâm tư vướng mắc của các cơ sở và tìm những giải pháp tháo gỡ. Làm thế nào để việc tuân thủ các cái quy định về phòng cháy chữa cháy sẽ giúp doanh nghiệp và người dân an toàn hơn, nhưng không phải là những rào cản, những nhiệm vụ bất khả thi kìm hãm cái quá trình sản xuất kinh doanh trong dịp cao điểm cuối năm này? Đây là điều băn khoăn rất lớn của các cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cũng là nội dung chính trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Hơn 300 đại biểu đại diện cho doanh nghiệp, tòa nhà, các khu chế xuất, khu công nghiệp đã nêu nhiều câu hỏi và thắc mắc trong buổi tọa đàm để mong được trả lời hướng dẫn. Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an, đầu năm nay, cả nước còn hơn 38.000 cơ sở có thiếu sót và vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Sau khi Thủ tướng có công điện 220, các bộ ban ngành và địa phương đã cùng nhau tháo gỡ, sửa đổi, bổ sung các quy định và hướng dẫn, thì đến nay đã có 15.000 đơn vị đáp ứng quy định. Vẫn còn trên dưới 20.000 đơn vị gặp khó khăn vướng mắc, chưa đáp ứng được các quy định về phòng cháy chữa cháy. Vì thế ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh. Thông qua các hoạt động tọa đàm, tuyên truyền, kiểm tra hướng dẫn, lực lượng phòng cháy chữa cháy đang nỗ lực lắng nghe, ghi nhận và tìm giải pháp để hỗ trợ các đơn vị này đảm bảo quy định. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 300 khu công nghiệp, khu chế xuất, hơn 1.300 tòa nhà cao trên 10 tầng. Công an thành phố đang triển khai các kế hoạch để tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy trong dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới. Mùa mua sắm cuối năm luôn được coi là dịp người tiêu dùng mạnh tay chi tiêu cho các bữa ăn, món quà tặng đắt tiền. Tuy nhiên năm nay khi phải đối mặt với áp lực lạm phát, ngày càng nhiều người tiêu dùng tại Pháp lựa chọn chi tiêu tiết kiệm hơn thông qua việc mua sắm tại các cửa hàng bán đồ đã qua sử dụng. Cửa hàng bán đồ đã qua sử dụng là Ressourcerie tại Paris. Những ngày này đón nhiều khách hàng hơn thường lệ. Áp lực lạm phát và những khó khăn về kinh tế khiến nhiều người tìm tới đây để có thể mua sắm với ngân sách eo hẹp hơn. Tôi từng đến đây và mua nhiều thứ với giá trị 20 euro, đồ chơi Lego, domino hay board game. Đó thực sự là một món hời, dù chỉ là đồ cũ nhưng đã được tân trang lại và có chất lượng tốt. Xu hướng tiết kiệm hiện đang chiếm ưu thế tại Pháp trong mùa mua sắm cuối năm nay. Theo khảo sát của CSA, người tiêu dùng sẽ chi trung bình 549 euro cho các món quà và bữa ăn trong dịp nghỉ lễ cuối năm, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều người tìm đến các món đồ đã qua sử dụng vì chúng có giá rất rẻ. Điều này giúp họ duy trì được phần nào sức mua thực tế. Bên cạnh lý do khó khăn kinh tế, nhiều người tiêu dùng cũng quyết định lựa chọn mua hàng đã qua sử dụng vì không muốn phung phí quá mức vào các món đồ mới. Tôi cảm thấy có quá nhiều giao dịch trực tuyến, quá nhiều giao dịch mua hàng mới và sau đó các sản phẩm lại bị lãng phí. Xu hướng tiêu dùng tiết kiệm và bền vững hiện cũng đang nhận được sự khuyến khích tại Pháp. Hồi tháng 10, chính phủ nước này đã áp dụng chương trình hoàn tiền cho những người tiêu dùng đem quần áo và giày dép đi sửa chữa thay vì mua mới, qua đó giảm lãng phí và hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Tại hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 đang diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, có một vị khách đặc biệt xuất hiện thu hút sự chú ý. Đó là nhân vật có biệt danh, ông già Noel bền vững, mang tới thông điệp chung tay bảo vệ môi trường thay cho những món quà tặng Giáng sinh. Trong trang phục ông già Noel, nhà môi trường học người Canada Philip McMaster thu hút khá nhiều sự chú ý của những người xung quanh. Ông đang có mặt bên lề sự kiện hội nghị COP28 tại Dubai. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông không đơn giản là một lời nhắc rằng Noel sắp đến rồi, mà là để gửi thông điệp về lối sống bền vững đến cho mọi người với tư cách là Sustainable Claus hay ông già Noel bền vững. Ông già Noel bền vững là một thông điệp gửi tới các bậc cha mẹ. Họ có lẽ còn chưa hiểu rõ những gì mà con cái họ, những thế hệ sau này, phải đối mặt trước tình trạng khí hậu biến đổi ngày càng khó lường. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng chúng ta không thể thay đổi tương lai nếu không thay đổi chính mình. Ông già Noel bền vững mong rằng hội nghị COP28 sẽ đạt được những thỏa thuận quan trọng về chống biến đổi khí hậu để cứu lấy hành tinh xanh đang đứng trước nguy cơ trở thành địa ngục khí hậu như Liên Hợp Quốc từng cảnh báo. Chúng ta đang bị tụt lại một cách khủng khiếp. Chỉ có 15% trong số những vấn đề về môi trường được xử lý. Đáng lẽ chúng ta đã phải giải quyết những vấn đề này vào năm 2030, nhưng chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu. Đây là một tin đáng báo động cho thế giới.
Hội nghị COP28 đã đi được nửa chặng đường, nhưng các quốc gia tham dự hội nghị vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề như tương lai của nhiên liệu hóa thạch và tài trợ cho các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Dẫu vậy, các bên tham gia vẫn đặt nhiều hy vọng vào việc sẽ tìm được tiếng nói chung trong thỏa thuận hành động chống biến đổi khí hậu, theo kế hoạch sẽ hoàn tất vào ngày 12 tháng 12, ngày họp cuối cùng của hội nghị. Mỹ là một trong những quốc gia có ngành nông nghiệp hiện đại và sản lượng đứng đầu thế giới, nhưng ngành nông nghiệp phát triển, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi, cũng đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm ô nhiễm môi trường. Và mới đây, thì một trang trại nuôi dê ở bang Virginia đã áp dụng công nghệ mới để hạn chế các tác động đến môi trường của đàn gia súc. Câu chuyện của phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Đi vào hoạt động từ những năm 1750, đến nay trang trại của gia đình Molly vẫn còn nhiều nét cổ kính được bảo tồn, như căn nhà kho bằng đá. Nhưng cũng ở trang trại này, nhiều công nghệ khoa học tiên tiến nhất cũng đang được áp dụng. Một trong số đó là những chiếc vòng mà mỗi chú dê đang đeo trên cổ. Những chiếc vòng này nặng khoảng 4 lạng rưỡi. Đàn dê thực sự không chú ý đến việc đeo nó. Sợi xích ở nơi dòng điện đi qua để cảnh báo đàn dê nếu chúng vượt qua ranh giới. Nó thực sự hiệu quả hơn hàng rào điện về nhiều mặt. Như trước đây, bằng cách này hay cách khác, lũ dê vẫn vượt qua được hàng rào điện. Từ tháng 4 năm nay, những chiếc vòng cổ trang bị công nghệ định vị GPS hoạt động bằng năng lượng mặt trời đã thay đổi hoàn toàn cách quản lý đàn dê trên mảnh đất rộng 36 hectare. Bây giờ chỉ qua một chiếc điện thoại di động, chủ trang trại có thể khoanh vùng chân thả để chất thải từ đàn dê không thể tiếp cận với nguồn nước tự nhiên. Trang trại của gia đình Molly đang sử dụng phương pháp chăn thả luân phiên như một cách để tối đa hóa sản lượng. Phương pháp này giúp các loài thực vật dùng làm thức ăn có thời gian để phục hồi. Việc sử dụng các vòng cổ GPS cho đàn dê cũng góp phần tạo ra một vùng đệm giữa dòng suối và cánh đồng. Khi trời mưa, các chất thải từ đàn gia súc sẽ được cây cối ở vùng đệm hấp thu mà không bị chảy ra sông. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, phân bón trồng trọt và chất thải gia súc đổ ra các dòng sông là nguyên nhân hàng đầu khiến tảo phát triển quá mạnh, sử dụng hết oxy và tạo ra các vùng nước chết. Việc sử dụng vòng định vị GPS để quản lý khu vực chăn thả sẽ giải quyết được vấn đề này và tiết kiệm được thời gian so với phương pháp truyền thống là khoanh vùng bằng hàng rào điện. Bên cạnh đó, việc chăn thả ở nhiều khu vực luân phiên cũng giúp gia súc khỏe mạnh hơn do ít có khả năng nhiễm ký sinh trùng từ chất thải khi nuôi tập trung dài ngày ở cùng một chỗ. Tại khu vực vịnh Chesapeake, bang Virginia, cửa sông lớn nhất của nước Mỹ, các hoạt động trồng trọt và chăn nuôi là nguồn gây ô nhiễm hàng đầu. Hiện nay có 43 trang trại đang thí điểm sử dụng vòng cổ GPS để quản lý đàn gia súc. Dự kiến công nghệ này sẽ được mở rộng sang nhiều trang trại khác vào năm tới. Hoàng Hải, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ.